Sáng ngày 12 tháng 9, ông Trần Ngọc Thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, xác nhận sáng nay trên địa bàn xã Hưng Thịnh xảy ra vụ sạt lở đất làm đổ sập vùi lấp ba ngôi nhà. Cơ quan chức năng đã tìm thấy hai thi thể. Ông Thư cho biết vụ sạt lở đất làm sập đổ ba nhà, chỉ một nhà có hai vợ chồng đã tìm thấy thi thể, còn ba người con của hai vợ chồng đã di dời trước mưa bão nên an toàn. Đường quốc lộ 37 ách tắc do đất đá, nhà tràn ra đường. Hiện hàng chục người cùng máy xúc đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt cũng làm 22.886 nhà dân bị thiệt hại, hư hỏng, ngập lụt. Toàn tỉnh Yên Bái cũng di dời 12.391 hộ dân trong vùng nguy hiểm để bảo đảm an toàn.